cái chương trình ươm mầm doanh nhân này chúng ta sẽ tuyển dụng tốt ạ, mà tuyển dụng cá lớn ạ. Bài 5 này. Đó là ưu thế chính sách. Ưu thế ở đây chúng ta nói kiểu như lợi thế đấy đúng không ạ? Ưu thế chính sách. Lý về thôi. Người to hơn mập cô hơn ấy, thì nó to hơn nữa to nha. hơn cô tí nhưng mà nó chắc bằng cô. Ưu thế và chính sách. Một trong mã là tính linh hoạt. Trong quá trình nhá, chúng ta làm ấy, những anh chị nào nói được 5 khoản hoa hồng thì ở cấp độ 1. Những anh chị nào nói được ưu thế chính sách là ở cấp độ 2. Phân tích được những cái hay của chính sách thì mới là lên cấp độ 2 các anh chị nhá. Đấy, thế nên có rất nhiều anh chị mà làm đến khoảng 1 năm rồi chưa nói được hoa hồng thì còn chưa nói được cấp độ 1. Bây giờ chúng ta phải học từ cấp độ 1 đi, thuộc đi. Sau chúng ta lại học tiếp cấp độ 2, đó là chia sẻ. Trong quá trình chia sẻ 5 khoản hoa hồng, chúng ta lại lồng ghép được những cái hay của sơ đồ. Thì lúc đấy chúng ta tuyển dụng sẽ rất là tốt luôn. Đấy. Đây, bài hôm nay chỉ bàn về tính, về về ưu thế của cái chính sách đấy thôi, chứ không phải vẽ ra từng khoản hoa hồng một. Tức là mình học cái vi mô. Đấy. Còn cái vi mô ấy mà ai hôm nay nhà phân phối mới mà chưa biết ở đây có 5 khoản hoa hồng là những khoản nào ấy, thì ngay ngày mai sẽ bảo tuyến trên bảo trợ của mình chia sẻ nhá. Hoặc mua cho một cuốn chính sách để học bài bản. Một trong mã là tính linh hoạt ạ. Tính linh hoạt. Tính linh hoạt. Chúng ta ghi này, cái đầu dòng. Sản phẩm AL3 có cách sử dụng vô cùng đơn giản. Sản phẩm AL3 có cách sử dụng vô cùng đơn giản. Có cách sử dụng vô cùng đơn giản. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Từ một em bé cho đến người già đều có thể tự lắc và sử dụng. Từ một em bé cho đến một người già đều có thể tự lắc và sử dụng. Đánh mũi tên xuống. Nó đã trở thành hình ảnh vui nhộn trong đời sống mỗi gia đình khi khởi đầu một ngày mới. Nó đã trở thành hình ảnh vui nhộn trong đời sống mỗi gia đình khi khởi đầu một ngày mới. Hình ảnh vui nhộn trong đời sống mỗi gia đình khi khởi đầu một ngày mới. Xin anh đọc, anh đọc lại cái chỗ đoạn này, người già xem nào, lúc đấy đang mải nhắn tin. Sản phẩm AL3 có cách sử dụng vô cùng đơn giản. Từ một em bé cho đến người già đều có thể tự lắc và sử dụng. Từ một em bé đến một người già có thể tự lắc để sử dụng. Phải đánh mũi tên xuống dòng ạ. Xuống dòng đánh mũi tên này. Nó đã trở thành hình ảnh vui nhộn trong đời sống mỗi gia đình khi khởi đầu một ngày mới. Nó đã trở thành hình ảnh vui nhộn trong đời sống mỗi gia đình khi khởi đầu một ngày mới. Hình ảnh vui nhộn trong mỗi gia đình khi khởi đầu một ngày mới. Nó đã trở thành hình ảnh vui nhộn
trong đời sống mỗi gia đình khi khởi đầu một ngày mới. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào phần một nhỏ là gia đình Alpha. Gia đình Alpha. Trước tiên này, chúng ta vẽ cho em một cái tam giác đây nha. Vẽ cho em một cái tam giác. Em vẽ không được đẹp lắm đúng không? Và chia cho em thành 4 ô. Ô thứ nhất này, ô thứ hai này, ô thứ ba và ô thứ 4. Được chưa? Ô thứ nhất chúng ta ghi là gia đình Alpha. Ô thứ hai là bán hàng chuyên nghiệp. Ô thứ ba là kinh doanh chuyên nghiệp. Và ô thứ tư là doanh nhân kiến tạo. Doanh nhân kiến tạo. Doanh nhân kiến tạo. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái tam giác này nhá, cả nhà mình này. Cái phần gia đình Alpha, cả nhà tô cho em màu màu xanh. Màu xanh trưởng phòng ấy. Phần bán hàng chuyên nghiệp tô cho em màu cam. Phần kinh doanh chuyên nghiệp tô cho em màu hồng. Và phần doanh nhân kiến tạo tô cho em màu tím. Xanh, cam, hồng, tím. Nó giống như cái cấp bậc trong New Mây ấy, đúng cả nhà. Đầu tiên vào là nhà phân phối cho đến trưởng phòng này, cho đến giám đốc. Cho đến giám đốc từ 1 sao đến 4 sao. Và doanh nhân kiến tạo sẽ là giám đốc từ 5 sao trở lên. Được chưa? Mình hình dung như vậy. Nó màu y như màu cấp bậc của chúng ta. Từ thấp lên cao. Thế bây giờ chúng ta để ý vào đây nhá. Cả nhà cho em hỏi này. Trong một công ty thì số lượng người tiêu dùng nhiều hay là thủ lĩnh nhiều? Bây giờ các anh chị làm ấy, vừa hôm qua em vừa nói chuyện ấy, hôm qua chương trình chuyển giao cách xây dựng, vận hành và nhân rộng nhóm kinh điểm bán, anh Dương chuyển giao đấy, em có nói rồi đấy. Nếu như trong cái quá trình chúng ta làm thẻ cho khách hàng thì cái số thẻ đấy đa phần là người tiêu dùng đúng không? Vậy trong một công ty thì người tiêu dùng nhiều hay thủ lĩnh nhiều? À, người tiêu dùng nhiều. Người tiêu dùng nó chiếm tới bao nhiêu? Cái gia đình Alpha này này là người tiêu dùng này, nó chiếm tới 80%. Đúng không cả nhà? Nó tới 80%. Còn người bán hàng chuyên nghiệp và kinh doanh chuyên nghiệp này là nó chiếm 15%. Còn cái doanh nhân kiến tạo tầng lớp thủ lĩnh này này là nó chỉ chiếm có khoảng 5% công ty thôi. 5%. Đúng không cả nhà mình? Chiếm khoảng 5%. Không, có đến 5% không nhỉ? Cũng đến 5%. 5% là nhiều. Đấy. Tầng lớp thủ lĩnh là nó, em cứ cho là 5% đi. Từ khoảng 4 sao trở lên. Đúng không? Thế thì cả nhà mình hình dung nhá. Công ty, các công ty khác ấy, các công ty khác, bây giờ em lấy ví dụ nhỉ, nếu trong một công ty, bất kỳ một công ty nào nhé, không riêng gì công ty mình, 80% là khách hàng, 15% là những người kinh doanh bán hàng chuyên nghiệp và 5% là thủ lĩnh, thì đối tượng nào sẽ quyết định sự sống còn của công ty? Cả nhà cho em biết nào, đối tượng nào sẽ quyết định sự sống còn của công ty? Thế là trả lời cho em nào. Đối tượng 5%.
Đối tượng nào? 5%. Đối tượng 5% à? Vâng. Thế 5% có mấy ông thủ lĩnh này mà người khách hàng nghỉ hết thì mấy ông thủ lĩnh này có đi bán được 4.000 tỷ một tháng, một năm không? Em đừng nghĩ đánh giỏi thì là không người nọ thì nó lại có người kia chứ. Sai rồi ạ. Vâng. Đối tượng để giữ một công ty tồn tại và phát triển đó chính là gì đấy? Là khách hàng này. Khách hàng 80%. Đúng không? Nó chiếm tới 80% mà. Bây giờ nếu như các anh chị cụt hết khách hàng còn mình các anh chị có lương không? Em hỏi như vậy. Không còn ai sử dụng của mình nữa. Đúng không? Thì mình làm gì còn lương? Thì công ty cũng vậy, nếu như khách hàng đồng loạt nghỉ hết không mua nữa thì công ty là thủ lĩnh để làm gì? Nhân viên để làm gì? Giám đốc để làm gì? Công ty để giải thể. Đúng cả nhà mình. Đấy. Như vậy nhá, 80% mới là con số để giữ cái công ty để tồn tại và phát triển. Cho nên công ty mình không tập trung vào BA quảng bá thủ lĩnh mà tập trung vào cái việc chăm sóc khách hàng, chuyển giao kiến thức để đi khai thác và chăm sóc khách hàng. Đúng không? Triển khai giữ điểm bán tại địa phương, điểm bán mới là ra doanh số. Đúng không? Cả nhà mình hình dung điều này không? Đấy, tức là để giữ cho một công ty tồn tại và phát triển nhá, thì chính là khách hàng này, tức là cái 80% của mình này, chứ không phải là đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp hay thủ lĩnh. Nhưng điều khác biệt ở công ty chúng ta như này, New Inmay sẽ trả cho cái đối tượng khách hàng này. Cả nhà có công nhận với em là khách hàng có những người, khách hàng đa phần là từ giám đốc trở xuống không? Từ giám đốc trở xuống gọi là khách hàng. Từ 1 sao đến gì ạ? Đến 4 sao mới được gọi là bán hàng kinh doanh chuyên nghiệp. Thực ra 1 sao ấy thì cũng chỉ là người làm thêm ấy. 1 sao, 2 sao chỉ là người làm thêm. Phải từ 3 sao đến 4 sao vàng mới là bán hàng kinh doanh chuyên nghiệp. Và từ 5 sao trở lên mới được gọi là tầng lớp thủ lĩnh. Đúng không cả nhà? Thế thì chúng ta hình dung này. Cái đối tượng khách hàng này chúng ta đang trả cho một người cấp giám đốc là 39%. Cả lợi nhuận toàn công ty là 40%. Nhưng riêng cái đối tượng này đã được hưởng 39% rồi. Danh hiệu giám đốc tính ra là được 39% tính theo PV. Các nhà thấy điều này không? Đúng không? 39% nhá, nó bao gồm có 25% giám đốc. Ví dụ như mình bán suất 31 lon này là được hưởng 25% của giám đốc, 10% bán hàng xuất sắc là 35%, và 4% nhóm nhỏ là 39%. Đúng không? Nên là trưởng phòng bán là được 6 triệu nhưng giám đốc bán là được 7,8 triệu. Vậy thì có những người vào đây nhá, họ chẳng kinh doanh đâu, họ cứ cài cắm người nhà, họ cứ dùng dần nó trở thành giám đốc. Cái người làm thêm ấy vào cứ bán túc tắc lan tỏa, đấy chính là khách hàng thành viên ấy. Chưa phải là người kinh doanh chuyên nghiệp đâu. Kinh doanh chuyên nghiệp phải từ 1 sao đến gì ạ? Đến 3 sao. Từ 3 sao đến 4 sao vàng ấy. Tức là từ 1 sao đến 3 sao là người làm thêm. Và từ 3 sao đến 4 sao vàng là người bán, người kinh doanh chuyên nghiệp. Và từ 5 sao trở lên là đội ngũ thủ lĩnh. Thì mình hình dung này, công ty mình trả cho khách hàng nhiều nhất. Cái tầng lớp bán hàng chuyên nghiệp và kinh doanh làm thêm này là mình chỉ được giả khoảng từ 0,5% cho đến 7% đấy. Khi mà đồng cấp giám đốc đấy, đúng không? Đấy. Còn cái đội ngũ thủ lĩnh này nó chỉ có 1% cho đến 2% thôi. Cả nhà mình ạ. Ví dụ như em Ánh doanh số 4.000 lon một tháng. 4.000 lon thì nó vào 5 tỷ. Thì em Ánh có thu nhập khoảng dao động từ 90 đến 100 triệu. Thì có phải là 1% không? Hay là 2%, đúng không? 2 năm là 10. Đấy, cao hơn em Ánh chỉ còn 1% thôi, nhưng mà số lon nó nhiều. Bán, nếu mà kể với một ông giám đốc truyền thống ấy, mà hệ thống của em Ánh tiêu thụ 5 tỷ một tháng, họ sợ, họ khủng lắm. Họ ngưỡng mộ. Thật ra, 5 tỷ một tháng cơ. Nhưng mà mình lại là hạt cát trên sa mạc. Đúng không? Ví dụ như hệ thống của thủ lĩnh Thiều Chí Trị bây giờ hàng chục tỷ một tháng. Hệ thống của Đặng Ngọc Ngân trở xuống là gì ạ? 15 tỷ một tháng.
hệ thống của Hà Duy Anh bây giờ hàng trăm tỷ trên một tháng, toàn miền Bắc. Đấy, thì mình hình dung ở đây này, công ty chúng ta là trả nhiều nhất cho đối tượng khách hàng để giữ chân khách hàng, thì công ty mình mới tồn tại và phát triển, mới nuôi được một bộ phận những người làm thêm sống được với nghề, bộ phận người làm thêm này. Có những người nhá, làm thêm ở đây này, nghỉ rồi không làm nữa, khách hàng cứ gọi lại phải bán, đúng không? Lại có tiền, cứ tích cóp độ 3 tháng một suất trưởng phòng cũng có 7 triệu 8. Người uống thì cũng được giảm, uống chung cả gia đình, vài ba người mua chung một suất 31 lon 5 thùng, mỗi nhà một thùng, đúng không? Tức là mình trả cho cái đối tượng khách hàng và người làm thêm là cao nhất, sau đó mới đến cái người gì ạ, bán hàng chuyên nghiệp, kinh doanh chuyên nghiệp, và đến tầng lớp thủ lĩnh là cuối cùng. Nhưng mà các công ty khác nhá, người ta lại ngược lại. Cả nhà mình dung này, các công ty khác người ta lại ngược lại. Những công ty chân chính ý, người ta lại ngược lại. Cái tam giác nó như này. Đấy, tức là đây là em vẽ nó theo lợi nhuận. Rõ ràng là người ta cũng gì ạ, cũng có đối tượng khách hàng là cao nhất là 80%, nhưng mà vẽ theo lợi nhuận. Cái người làm thêm cộng với người tiêu dùng mới đầu vào nó chỉ được 6% thôi. Sau đó phấn đấu mệt mỏi, nó tăng lên 21%. Sau đó lại tăng lên gì ạ, 30%. Sau đó tầng lớp thủ lĩnh mới đạt 40%. Đúng không? Cho nên có câu chuyện là gì? Ở những công ty khác ý, là thủ lĩnh được chiết khấu cao, cho nên bán phá giá nhiều. Thứ hai ý, phấn đấu mệt mỏi mới lên thủ lĩnh. Ban đầu là 6% nha, tôi phấn đấu lên thủ lĩnh để tôi được chiết khấu 40%, chiết khấu cao. Cho nên ý, thiếu một ít, thiếu sự lên cấp là tôi ôm hàng, đúng không? Ôm hàng để lên cấp, bởi vì càng lên cấp càng được chiết khấu nhiều. Đấy. Cho nên người tiêu dùng người ta có khái niệm là gì? Mua của cái ông mà được gì ạ, cấp cao ấy, là sẽ được chiết khấu cao. Ví dụ như công ty Hơ đấy, chị làm lâu rồi, chị cấp bậc cao rồi, chị được chiết khấu 55%, 60% cơ. Người mới vào chỉ được chiết khấu có bao nhiêu? Có 6%, 10%, 15%, 20% thôi, đúng không? Anh chị nào đã tìm hiểu công ty Hơ rồi, công ty Am rồi, nhắn lên phòng chat cho em này. Có phải mới vào là đâu có được, đúng không? Càng lên cao càng chiết khấu cao. Công ty Hơ thì khi làm trả thành viên thì khách hàng sẽ được hưởng là 25%. Trong đó là khoảng 500 PV tương đương khoảng hơn 12 triệu thì khách hàng sẽ được hưởng 35%. Và khi mua 1.000 điểm tương đương khoảng 25 triệu khách hàng sẽ được hưởng là 42%. Và một cái mức cao nhất đó là 50%. Lên em phải hiểu này, cái 45% của họ là cộng cả hoa hồng bán lẻ. Của mình còn chưa cộng hoa hồng bán lẻ nhé. Của mình giám đốc này, 39% chưa cộng cái giá ban đầu là 1584 trừ đi 1296 đâu. Công ty Hơ là họ cộng cả cái hoa hồng bán lẻ đút túi này mới được 55%. Đúng rồi chị. Còn, đúng không? Họ phải tính giá bán lẻ thì họ mới được. Đấy, chứ ở đây chúng ta có tính giá bán lẻ đâu. Chúng ta được mua với cái giá 1296 là chúng ta đã được chiết khấu bán lẻ 20% rồi nhá. Cộng thêm cái 39% đăng nhập vào mã số tính theo PV này nữa này. Cả nhà nhá. Còn công ty Hơ là nó cộng luôn cả cái bán lẻ vào mới được 45-55% như là em Nhã nói đấy. Và càng lên cao thì chiết khấu càng nhiều. Thế mới có câu chuyện là lên cái cơ cấp, các cái cấp chủ tịch là được 60% đấy, đúng không? Bởi vì họ cộng cả cái hoa hồng bán lẻ này. Nhưng mà của mình ấy, thì mình mua với giá 1296 là mình đã được chiết khấu 20% bán lẻ rồi. Còn cái 39% ở cái cấp giám đốc này thì là 39% mình tính theo PV đăng nhập vào mã số rồi, không tính phần trăm bán lẻ này đâu nhá. Thế thì những công ty khác ấy, là họ luôn phấn đấu để họ đạt được cái cấp cao, để họ được chiết khấu cao. Đấy, họ lãi nhiều. Nhưng mà công ty mình cấp thấp nhất mới là lãi nhiều nhất. Còn trên này chúng em chỉ hưởng 1-2% của doanh số toàn hệ thống thôi. Nên là bên công ty mình đừng có nói là giám đốc năm sau ôm nhiều hàng, đúng không? Em không có hàng. Có những người gọi điện cho em, ngay cả nhà phân phối cũng nghĩ rằng em ôm hàng. Có những anh chị nhà phân phối khi lấy hàng em bảo hết hàng đấy, bảo chứ
chức giám đốc 5 sao mà chẳng có hàng trong nhà. Nói câu như vậy. Có nghĩa là nói câu đấy có nghĩa là một có hai ý. Một là em hiểu nhá, là có hai ý. Một là nghĩ là giám đốc 5 sao thì phải ôm nhiều hàng. Hai là có ý là giám đốc 5 sao thì nhiều tiền mà tại sao không ôm nhiều hàng. Đúng không? Có hai ý kiểu thế. Nhưng đây là mô hình chúng ta làm chủ. Ai cũng phải chủ động lấy hàng, ai cũng phải chủ động bỏ vốn. Thế ai vào cũng nghĩ là cái người bảo trợ phải hỗ trợ mình về vốn. Ai vào cũng nghĩ là cái người giám đốc 5 sao phải cung cấp hàng cho mình. Thế thì ông già bảo trợ với ông 5 sao, ông ấy banh xác. Đúng không ạ? Bởi vì ông ấy rất nhiều nhóm, nhiều nhánh, nhiều nhà phân phối. Và cả nhà cứ làm cho em, không ai là không khó khăn hết. Các chị cứ tuyển dụng đi, cứ đào tạo, cứ xây dựng hệ thống đi. Xem là có ai mà bảo vào đây vỗ ngực là tôi thoải mái về tiền bạc. Ai cũng kêu khó khăn hết. Bởi vì có khó khăn mới đi làm, có khó khăn mới làm giàu. Thế mà mình cứ giúp đỡ người khó khăn thì mình giúp đỡ toàn hệ thống, thì mình banh xác à? Mà giúp đỡ như vậy gọi là sai pháp. Đúng không? Cả nhà công nhận với em không? Tức là ví dụ như mỗi người chịu một thùng thì 10 người đã là 80 triệu. Một thùng 8 triệu mà. Mà bây giờ nhóm nhỏ thì nó ăn dễ, ăn cành F1, F2 lung tung cả. Ví dụ như thế. Thì mình cứ hỗ trợ mỗi người một thùng mà chậm một tuần thôi là đã đọng 80 triệu. Thì cái công việc này, công việc kinh doanh làm chủ không ôm hàng mà mình lại có tư duy như vậy là tư duy sai chưa đúng. Đó, vậy thì quay lại cái bài này. Thì ở đây tại sao New May nó sống được và nó phát triển được? Là bởi vì một là ưu thế về sản phẩm, hai là ưu thế về tập đoàn, và ba là ưu thế về chính sách này. Có nghĩa là người ta trả cho người khách hàng này, người tiêu dùng này nhiều nhất, cho nên giữ chân được khách hàng. Cả nhà hình dung điều này không? Giữ chân được khách hàng. Đấy, chúng ta cần phải phân tích được điều này cho đối tác đã từng kinh doanh mạng của chúng ta. Vậy chúng ta ghi này, cái đó dòng. Để kiến tạo lên doanh nghiệp tỷ đô, điều quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp là giữ chân được người tiêu dùng trung thành. Để kiến tạo lên doanh nghiệp tỷ đô, điều quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp là giữ chân được người tiêu dùng trung thành. Giữ chân được người tiêu dùng trung thành. Ôi trời ơi, hôm nay em quên, em không ghi rồi. Mãi nói quên luôn, không ghi, không quay video lại. Để kiến tạo lên một doanh nghiệp tỷ đô, điều quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp là giữ chân được người tiêu dùng trung thành. Thôi bây giờ ghi vất vát tí để chấm công vậy. Nhưng nó không đủ. Recording in progress. Em nhắc lại nhé. Để kiến tạo lên một doanh nghiệp tỷ đô, điều quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp là giữ chân được người tiêu dùng trung thành. Sơ đồ trả thưởng chúng ta đã đủ giữ chân người tiêu dùng trung thành chưa? Có những người tiêu dùng với chúng ta mấy năm, đúng không? Họ thấy rằng uống alpha vẫn là gì ạ? Hợp lý nhất, rẻ nhất, họ lại quay lại. Tiếp ạ, cái đầu dòng thứ hai, với ưu thế vượt trội của sơ đồ trả thưởng. Với ưu thế vượt trội của sơ đồ trả thưởng là được cộng dồn không hạ cấp. Với ưu thế vượt trội của sơ đồ trả thưởng là được cộng dồn không hạ cấp. Được cộng dồn này, không hạ cấp này. Ở những công ty khác nhá, nên giám đốc mà được hưởng 39% rồi, tháng sau không đảm bảo nó lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ở công ty chúng ta đã lên giám đốc là hưởng chế độ giám đốc suốt đời, đúng không? 39% đó, tính theo PV. Với ưu thế vượt trội của sơ đồ trả thưởng là được cộng dồn không hạ cấp, phải kết hợp với chiến lược không tăng giá, giúp cho sản phẩm AL3 có bán ra với một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.
kết hợp với chiến lược không tăng giá giúp cho sản phẩm AL3 có giá bán ra, giúp cho sản phẩm AL3 có giá bán ra với một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Có giá bán ra với một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Giá bán ra với một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Ví dụ, chúng ta ghi ví dụ. Ví dụ này. Một khách hàng lên giám đốc. Một khách hàng lên giám đốc nhé. Mua một lon. Thì đã được chiết khấu là 175.000 trên một lon rồi. Đây là mua lẻ nhá, đúng cả nhà. Thế còn mua gom, ví dụ mua gom 31 lon. Mua gom này 31 lon trong một tháng thì được tận 250.000 trên một lon. Mua gom 31 lon trong một tháng được 250.000. Cái 175.000 này là chưa trừ thuế đâu. Cái 250.000 này thì đã trừ thuế. Nó phải được hơn đấy. Phải được 275.000. 252. Đúng không? 252 là trừ thuế rồi. 252 là trừ thuế rồi. 275 là chưa trừ thuế. 275.000 này là còn chưa trừ thuế đâu. Nếu mà trừ thuế rồi nó chỉ còn được tầm 150 thôi, đúng không ạ? Đúng rồi, tầm đấy. Tầm 150. 159. Vâng, đấy tầm đó. Nên là hai cái con số này nó là em minh họa thôi, chứ nó chưa có đồng bộ tuyệt đối. Cái trên thì chưa trừ thuế, nhưng cái dưới thì trừ thuế rồi. Em minh họa. Tiếp theo này. Đấy thì một khách hàng mà họ mua gom 31 lon mà 3-4 gia đình mua chung ấy, thì họ chỉ còn khoảng độ 1.050.000 trên một lon. Mà chia cho sử dụng 28 ngày thì mỗi bữa nó chỉ rơi vào bao nhiêu? 37.000 trên một bữa sáng. Đúng không ạ? Quá, quá rẻ cho một bữa sáng thông minh, công nghệ. Một triệu 050.000 chia cho 28 ngày nó khoảng ra khoảng 37.000 trên một ly tiêu chuẩn 150.000. À 150 ml ấy, với muỗng rưỡi đấy. Cả nhà cứ thử chia mà xem. Vậy chúng ta ghi này, cái đầu dòng thứ tiếp theo. Thứ ba đúng không? Bình quân mỗi ngày khẩu phần ăn là khoảng 37.000 đồng. Đây là chiết khấu tối đa đấy. Bình quân mỗi ngày khẩu phần ăn sáng 37.000 đồng trên một người. 37.000 đồng trên một người, trên một ly alpha đấy. Bình quân mỗi ngày khẩu phần ăn là 37.000 đồng trên một người, trên một ly alpha. Thì mức giá này nhiều thành viên trong gia đình có thể sử dụng được. Mức giá này nhiều thành viên trong gia đình có thể sử dụng được. Đây là kiến thức để các anh chị đi tư vấn này, đi bán hàng này, đúng không? Phân tích cho người ta hiểu. Tại sao em Ánh tư vấn thuần thục như vậy? Bởi vì em hiểu cái điều này. Người nào chơi đắt với em thì em xử lý giá ngon lành. Đúng không? Anh ơi, có 37.000 một ly thôi. Nó lại có những cái gì trong đấy, dưỡng chất gì trong đấy. Nó có thành phần gì, nó có công năng gì. Đúng không? Bây giờ anh ra quán anh ăn ít nhất phải 45.000 một bát phở. Rồi thì không may lại gặp ông bạn này, rượu chè lại mất thêm độ vài trăm nữa. Đúng không? Chả nhẽ gặp thằng bạn ấy không bao, không mời rượu. Đấy, anh ăn sáng ở nhà nhanh gọn, tiện lợi, sạch. Lại gì ạ? Đào thải độc được cho mình, phòng chống được các bệnh mãn tính, ung thư. Đủ chất, đúng không? Mình sáng ra mình dậy, mình uống một ly alpha nửa tiếng sau, ăn nhẹ một cái bánh mì ngọt hoặc là bánh mì thường. Đúng không? Ra siêu thị, ra tiệm bánh ngọt bây giờ mua những cái bánh mà dành cho người muốn giảm cân ấy, hoặc là những cái bánh ngọt dành cho các cháu bé ấy. Uống alpha xong ăn cái bánh đấy tiện dụng, không phải nấu nướng lịch kịch. Người phụ nữ trong gia đình cũng nhàn.
đúng không? Đấy, nấu cả nồi mì đôi khi còn dậy sớm, nấu cơm cũng phải dậy sớm. Như thế, hoặc là uống ăn pha xong ăn cơm thì càng tốt, bổ sung gọi là chất gì ạ? Tinh bột vào buổi sáng là hợp lý nhất. Không nên ăn tinh bột vào buổi tối thôi. Đấy, bình quân mỗi ngày một khẩu phần ăn là khoảng 37.000 đồng Việt Nam, với mức giá này trên 37.000 đồng trên một ly, đúng không? Trên một người thì mức giá này nhiều thành viên trong gia đình có thể sử dụng được. Cho nên có những gia đình người ta mua cả thùng về cả nhà uống đấy. Nếu mình phân tích được điều này, phân tích được người ta là 37.000 người ta nhận về giá trị gì, đúng không? Như em vừa phân tích đấy, thải độc này, bổ sung dinh dưỡng cân bằng này, trẻ hóa tái tạo tế bào này, đúng không? Thế còn bổ sung thành phần là gì? Kháng thể, canxi, lợi khuẩn, vitamin, khoáng chất. Những cái đấy mình thường thiếu trong bữa ăn thì nó lại bổ sung. Thế còn phần gì mình hay ăn thì trưa mình ăn, tối mình ăn rồi, đúng không? Cơm, thịt, đúng không? Tiếp này, gạch đầu dòng tiếp theo, để tới quy mô doanh số tỷ đô, để tới quy mô doanh số tỷ đô, để đạt được cái quy mô doanh số tỷ đô mà công ty chúng ta mục tiêu đặt ra đến năm 2025 ấy, thì chúng ta phải kiến tạo được là 500 gia đình. 500 gia đình nhân 500 gia đình alpha đấy, đúng không? Nhân với 500 gia đình alpha nhân với 4 lon trên một gia đình thì sẽ tạo ra là 2 triệu lon. Sẽ bằng 2 triệu lon. Để quy mô doanh số tỷ đô thì chúng ta phải kiến tạo được 500 gia đình alpha nhân với 4 lon trên một gia đình trên một tháng đấy, thì sẽ tạo ra khoảng 2 triệu lon alpha trên một tháng, đúng không? Một gia đình là thông thường có 4 người, như gia đình nhà em Ánh này, hai vợ chồng với 2 đứa con, mỗi người 1 lon, có phải là 4 lon trên một gia đình không? Nhân với 500 gia đình sẽ có 2 triệu lon được bán ra mỗi tháng. Cả nhà thấy con số khủng khiếp ạ. Mà lại còn dùng xong đến hết này, tiêu hóa hết lại phải mua tiếp. Sản phẩm nó tái tiêu dùng, quay đầu vòng đời nó rất là nhanh. Gạch đầu dòng tiếp theo thứ tư ạ, là chính sách New May đối với người tiêu dùng. Chính sách của New May đối với người tiêu dùng. Một năm mua một non vẫn giữ được lợi ích mà không cần tái đạt danh hiệu. Một năm mua một lon vẫn giữ được lợi ích mà không cần tái đạt lại danh hiệu. Tái đạt chuẩn ở bên hơ đấy, đúng không? Chính sách New May đối với người tiêu dùng, một năm mua một lon vẫn giữ được lợi ích và danh hiệu mà không cần phải tái đạt lại danh hiệu. Không cần phải tái đạt lại danh hiệu. Ví dụ như mình lên giám đốc, để giữ cái danh hiệu giám đốc, một là về danh hiệu, hai là về lợi ích, là 39% chiết khấu vào trong cái hóa đơn của mình luôn, trong mã số của mình luôn, theo PV đấy, đúng không? Như em vừa nói đó là nó có 25% của giám đốc, 10% bán hàng xuất sắc và 4% nhóm nhỏ. Nếu như mình mua gom trong một tháng, mình chỉ cần mỗi một năm mua một lon. Trong khi các công ty khác như công ty Hơ phải tái đạt chuẩn một năm một lần, đúng không? Bạn Nhã biết này, tái đạt chuẩn là tái đạt lại danh hiệu đấy. Mất bao nhiêu tiền, đúng không? Phải mua mất một gói hàng bao tiền, đúng không Nhã? Nếu như bên Hơ để mà được hưởng cái mức chiết khấu cao nhất là 50%, đó là tương đương với vị trí giám sát viên, thì ví dụ nó có cái mức, ví dụ như là có thể một lúc trong một tháng em mua khoảng 4.000 điểm, tương đương là khoảng 100 triệu. Thì em sẽ được hưởng mức chiết khấu 50% vào vị trí giám sát viên.
Nhưng đến cái tháng, đấy là cái tháng 4, ví dụ cái tháng 8 năm 2022 là em đạt được vị trí giám sát viên. Nhưng đến tháng 8 năm 2023, bắt buộc em phải mua một gói, em phải tái đạt chuẩn 4.000 điểm tiếp tục như vậy. Hàng năm phải tái đạt chuẩn liên tục, tục thì mới giữ được cái mức chiết khấu và cái vị trí như vậy. Chính xác. Mỗi năm phải tái đạt chuẩn một lần. Nó kiểu như em Ánh bây giờ 4 sao vàng ấy, là doanh số nó phải 5 tỷ. Thì năm nay là khóa danh hiệu 4 sao vàng thì cái tháng này sang năm phải mua, phải doanh số nó tầm 5 tỷ kiểu dạng như thế. Đúng không? Tức là doanh số cá nhân 4.000 điểm là, nhưng mà bên đấy là người ta tính doanh số cá nhân chứ không phải tính doanh số cả toàn đội, đúng không? Là khoảng 100 triệu. Hay là cả toàn đội nhá. Cái bên đấy chị ạ, thì khi mà nghĩa là khi bắt đầu chuẩn bị, nghĩa là khi mà tính doanh số bán lẻ cá nhân đúng không? Cho nên chị thấy họ ôm hàng nhiều. Chị ơi, có nghĩa là bên đấy nó vẫn tận, nó vẫn tính cả cái điểm của tuyến dưới để cộng dồn cho mình lên vị trí và chiết khấu 50%. Nhưng nhưng mà để mà hưởng hệ thống như này chị này, khi mà được hưởng hệ thống ví dụ như chị hoặc là bảo bên đấy để mà hưởng hệ thống thì chị muốn, nghĩa là bên đấy thì khi mà nó lại như thế này, ví dụ doanh số cá nhân nó không tính doanh số từ mình trở xuống đâu, nó chỉ tính doanh số bắt đầu từ S1 của mình trở xuống. Còn doanh số cá nhân của mình phải đạt được, ví dụ một tháng em phải đạt được 2.500 điểm tương đương là hơn 50 triệu tiền hàng thì em mới được hưởng khoảng 5% của 3 tầng. Đấy là ở một cái, ở cái bậc. Còn một, nếu như em muốn hưởng N tầng thì em doanh số bán cá nhân bán điểm của em ấy, em phải đạt được 5.000 điểm. Tương đương 5.000 điểm. Tiền. Tương đương hơn 100 triệu tiền hàng một tháng. Hoặc đó, cả nhà thấy không? Hoặc là có tuyến dưới S1 trực tiếp của mình chưa lên giám sát viên, nghĩa là chưa được hưởng mức chỉ có 5%. Nó là nhóm nhỏ của mình đấy. Đó là nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ. Đấy, kiểu mà như càng thế. Lên cao thì cái doanh số đấy nó càng lớn đúng không? Không, bên đấy thì doanh lên cao thì nếu như lên một cái bậc gọi là chủ tịch ấy thì doanh số của nó chỉ là 2.500 thôi. Nó chỉ là 2.500 và được hưởng E3, nghĩa là doanh 5% của 3 tầng và 2% của N tầng. Thì nhóm nhỏ bên đấy còn áp lực hơn nhiều nhóm nhỏ bên này đúng không? Nhóm nhỏ bên đấy là hơn 100 triệu. Còn nhóm nhỏ của mình là 19 lon, 2 lon cá nhân không kể. Đấy. Thì cả nhà phải biết cái ưu thế sơ đồ trả thưởng của mình nhá. Rồi chúng ta đi tiếp này, cảm ơn em Nhã. Chúng ta đi phần tiếp theo đó là gì ạ? Hai nhỏ là bán hàng chuyên nghiệp. Hai nhỏ bán hàng chuyên nghiệp. Hai nhỏ bán hàng chuyên nghiệp. Chúng ta ghi chép ấy, cái phần nào mà chúng ta thấy giúp ích cho chúng ta đi bán hàng tuyển dụng, chúng ta tô màu vào. Bán hàng chuyên nghiệp. Hai nhỏ là bán hàng chuyên nghiệp. Các đề mục hôm nay chúng ta tô màu cam nhá. Mục 1, 2, 3 này chúng ta tô màu cam. Tô màu cái bài chúng ta nó sẽ có màu sắc rất là nhìn rất là thích, rất muốn học. Tô bằng cái bút bút đấy, bút dấu màu ấy đúng không? Tiếp theo nào, cái đầu dòng. Chính sách trả thưởng của New May góp phần kiến tạo lên lực lượng bán hàng chuyên nghiệp và phong phú. Chính sách trả thưởng của New May góp phần kiến tạo lên lực lượng bán hàng chuyên nghiệp phong phú. Chính sách trả thưởng của New May góp phần kiến tạo lên lực lượng bán hàng chuyên nghiệp và phong phú. Lực lượng bán hàng chuyên nghiệp và phong phú. Lực lượng bán hàng chuyên nghiệp và phong phú. Phải năng động, bám sát địa bàn và địa phương. Bám sát địa bàn và địa phương. Nếu mà các anh chị càng làm lên cao càng thấy những câu từ hôm nay mình ghi chép được là càng đúng nhá. Càng ngẫm càng thấy đúng. Đấy, thế nên là có những anh chị bảo ngày xưa chị cũng học cùng em cái lớp ươm mầm doanh nhân mà chị đâu có thấm như bây giờ em nói lại. Tức là càng làm lên cao mới càng thấm. Còn cái lúc mình mới là nhà phân phối mới mình không thấm đâu. Đấy. Tiếp này, cái đầu dòng thứ hai. Phong phú năng động bám sát địa bàn địa phương. Cái đầu dòng thứ hai này. Giữ chân được khách hàng trung thành,
thông qua chính sách cộng dồn không hạ cấp. Giữ chân được khách hàng trung thành. Thông qua chính sách cộng dồn không hạ cấp. Thông qua chính sách cộng dồn không hạ cấp. Cái đầu dòng thứ ba, kích hoạt được thu nhập tốt thông qua chính sách bán hàng xuất sắc. Kích hoạt được thu nhập tốt thông qua chính sách bán hàng xuất sắc. Kích hoạt được thu nhập tốt thông qua chính sách bán hàng xuất sắc. Chúng ta đánh mũi tên xuống dưới, xuống dòng đánh mũi tên này. Kết hợp hai ưu thế trên có thể tạo ra thu nhập trên dưới 10 triệu một tháng. Kết hợp hai ưu thế trên có thể tạo ra thu nhập cho một người làm thêm ấy là trên dưới 10 triệu một tháng. Thế nào? Khoảng từ 8 đến 12 triệu trong một tháng, đúng không ạ? Cho một người làm thêm. Xuống dòng, cái đó dòng. Mục tiêu năm 2025. Mục tiêu đến năm 2025 nhé. Chúng ta sẽ xây dựng khoảng 50.000 người bán hàng chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ xây dựng khoảng 50.000 người bán hàng chuyên nghiệp. Vậy, sẽ xây dựng khoảng 50.000 người bán hàng chuyên nghiệp này. Bình quân mỗi người sẽ kiến tạo 10 gia đình alpha. Bình quân mỗi người sẽ kiến tạo 10 gia đình alpha. Bình quân mỗi người sẽ kiến tạo lên 10 gia đình alpha. Và góp phần xây dựng công ty tỷ đô, góp phần xây dựng công ty tỷ đô, góp phần xây dựng công ty tỷ đô. Chính vì em thấm điều này cho nên là em định tâm em nó không bị dao động. Tức là mình thấm được những điều này thì khi mà người khác chia sẻ cho mình những cơ hội khác ấy, thì nó không khác gì là mình đang mặc một cái áo hàng hiệu mà cứ có người mời mình mua cái áo hàng chợ. Cả nhà có cảm giác cái điều đấy không? Kiểu như thế. Tức là mình nghe những cái cơ hội khác mà nó không bằng mình không để tâm nữa. Tức là mình định tâm rồi. Đấy. Xin lãnh đạo đọc lại cái câu mục tiêu cho chị Trí nghe. Mục tiêu đến năm 2025 chúng ta sẽ xây dựng khoảng 50.000 người bán hàng chuyên nghiệp. Và bình quân mỗi người sẽ phải kiến tạo ra 10 gia đình alpha. Bình quân mỗi người nhá sẽ kiến tạo ra 10 gia đình alpha. Góp phần xây dựng công ty tỷ đô. Góp phần xây dựng công ty tỷ đô. Ví dụ như là em Ánh chăm sóc cho 10 gia đình alpha sử dụng cả nhà. Cứ mỗi gia đình lấy một thùng một tháng thì 10 gia đình là có 60 lon rồi. Đúng cả nhà. Đấy, 10 gia đình tức là 10 nhà phân phối, 10 khách hàng thành viên. Đấy gọi là 10 gia đình alpha đấy. Đấy đã có 60 lon một tháng. Ví dụ như thế. 10 khách hàng thành viên tức là có thẻ thì họ mới dùng lâu dài. Họ trung thành với lợi ích từ thẻ. Tiếp theo này chúng ta sang phần 3 nhỏ. Đối với người kinh doanh chuyên nghiệp. Đối với người kinh doanh chuyên nghiệp. Đối với người kinh doanh chuyên nghiệp.
đối với người kinh doanh chuyên nghiệp. Xuống dòng, ưu thế vượt trội của chính sách trả thưởng. Ưu thế vượt trội của chính sách trả thưởng của New May. Ưu thế vượt trội chính sách trả thưởng của New May. Góp phần kiến tạo lên doanh nghiệp tỷ đô. Đối với người kinh doanh chuyên nghiệp này thì cái ưu thế vượt trội của cái chính sách này này là nó góp phần tạo lên doanh nghiệp tỷ đô nằm ở chỗ cấu trúc 10 danh hiệu. Nằm ở chỗ 2 chấm cấu trúc 10 danh hiệu. Nằm ở chỗ cấu trúc 10 danh hiệu mở ngoặc cấu trúc hệ thống doanh nghiệp đóng ngoặc. Đối với một người kinh doanh chuyên nghiệp như chúng ta nhé, thì cái ưu thế vượt trội của chính sách trả thưởng nó góp phần lên để kiến tạo lên cái doanh nghiệp tỷ đô ấy, là ở cái cấu trúc 10 danh hiệu. Và cấu trúc 10 danh hiệu chính là cấu trúc hệ thống doanh nghiệp. Cấu trúc hệ thống doanh nghiệp. Bởi vì chúng ta có những danh hiệu và có những cái tính linh hoạt để đạt được những danh hiệu thì chúng ta mới giữ được người làm, đúng không? Thì trong một công ty, trong một tổ chức bán hàng thương mại, bán hàng trực tiếp thì chúng ta cần phải giữ được khách hàng, giữ được người làm thêm, giữ được người làm chuyên nghiệp và giữ được tầng lớp thủ lĩnh. Đấy. Tức là phải giữ được tất cả đối tượng. Thì khách hàng giữ được thì mới giữ được những tầng lớp trên chứ. Bởi vì khách hàng là nuôi cả người bán làm thêm, nuôi cả người bán hàng chuyên nghiệp, nuôi cả thủ lĩnh. Cả nhà công nhận với em không? Nên giữ được khách hàng là giữ được tất cả những cái tầng lớp trên. Đấy. Cái đầu dòng tiếp theo này. Từ 10 danh hiệu của New May, chúng ta đồng bộ về mô hình nhóm kinh doanh. Từ 10 danh hiệu nhé, chúng ta đồng bộ về mô hình nhóm kinh doanh. Từ 10 danh hiệu là đồng bộ về mô hình nhóm kinh doanh. Cả nhà có thể đọc cho em được điều này không? Từ 10 danh hiệu có thể đồng bộ về nhóm kinh doanh. Danh hiệu giám đốc là đồng bộ với mấy nhóm kinh doanh cả nhà? Một nhóm kinh doanh, đúng không? Đến danh hiệu 2 sao chuẩn là mấy nhóm kinh doanh? 3 nhóm kinh doanh. 3 sao chuẩn là mấy nhóm kinh doanh? 10 nhóm kinh doanh. 4 sao chuẩn là bao nhiêu nhóm kinh doanh? 30 nhóm kinh doanh. Và 5 sao chuẩn là 100 nhóm kinh doanh, đúng không? Một nhóm kinh doanh là bằng một điểm bán, đúng không? Một điểm bán là bằng một nhóm là bằng 100 lon. Hai điểm bán là bằng hai nhóm 200 lon. Ba điểm bán là bằng ba nhóm 300 lon. Đấy, nên là tại sao chúng ta phải xây dựng điểm bán, nhân điểm bán vững tương lai ấy. Một điểm bán sẽ tương ứng với một ông trưởng điểm bán. Và một ông trưởng điểm bán sẽ tương ứng với một nhóm. Thì một nhóm đấy cần phải chăm sóc cái khách hàng tại địa phương và nhà phân phối tại địa phương. Quy tụ cái nguồn người tại cái khu vực đấy. Cả nhà hình dung điều này. Làm tốt cái khu vực mình sống, sau đó là lan tỏa ra các khu vực lân cận. Sau đó làm lan tỏa đến xa hơn. Nên có những người mới vào thì tưởng ngon ăn, chưa làm tốt tại nhà mình đã nhảy đi tận huyện khác, tỉnh khác, đúng không? Xong là cảm thấy là xa xôi, chi phí nhiều, mà làm nó không ra. Đi xa quá là không có làm, không có lịch cam kết. Độ một tháng mới về một lần. Người nó không ra, doanh số nó không ra, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tốn kém. Không thấy thu nhập, đúng không? Đấy, thế nên phải làm tốt cái điểm bán tại nhà mình. Sau đó lan tỏa sang các vùng lân cận và lan tỏa xa hơn. Được chưa? Nhưng mà nếu mà ai mà có điều kiện làm rộng ngay ấy, thì mình làm rộng cấp tỉnh trước. Mỗi phải đặt mục tiêu là mỗi huyện phải có một trưởng nhóm. Thế vậy thì một tỉnh mà có độ 10 huyện, 10 trưởng nhóm mà lên 3 sao rồi. Sau đó mình khỏe rồi, mình thu nhập 50 triệu một tháng rồi, mình sẽ đi xây dựng cấp tỉnh. Đúng không? Lan sang các tỉnh lân cận, tiếp giáp với tỉnh mình. Thế đã là ngon rồi, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo ạ. Cái đầu dòng tiếp theo. Đối với một người kinh doanh chuyên nghiệp thì trọng tâm công việc của họ là
đối với một người kinh doanh chuyên nghiệp thì trọng tâm công việc của họ là hình thành gạch ngang vận hành gạch ngang nhân rộng chuỗi các nhóm kinh doanh. Hình thành vận hành nhân rộng chuỗi các nhóm kinh doanh. Hình thành vận hành nhân rộng chuỗi các nhóm kinh doanh. Phải từ đó họ chinh phục các danh hiệu, các cột mốc thu nhập. Từ đó họ chinh phục các danh hiệu, các cột mốc thu nhập. Chinh phục các danh hiệu, các cột mốc thu nhập 30, 50, 70 triệu trên tháng. Ba mươi năm mươi bảy mươi triệu trên tháng. Xuống dòng. Để kiến tạo nên doanh nghiệp tỷ đô. Mục tiêu tới năm 2025 là sẽ xây dựng 20.000 nhóm kinh doanh phủ khắp các tỉnh thành. Để kiến tạo nên doanh nghiệp tỷ đô, mục tiêu của công ty tới năm 2025 là sẽ xây dựng 20.000 nhóm kinh doanh phủ khắp các tỉnh thành. 20.000 nhóm kinh doanh này sẽ tương đương với bao nhiêu điểm bán các anh chị? Tương ứng với 20.000 điểm bán. Bởi vì nhóm kinh doanh chính là điểm bán mà. Cứ hình thành một điểm bán, sau đó cái người trưởng điểm bán đấy đứng lên tự nói được công ty vỏ lon 5 thành phần, hoa hồng ưu thế, đúng không? Thì người đó sẽ tuyển được người và xây dựng cái nhóm của mình tại điểm bán nhà mình. Còn nếu không nói được thì không tuyển được. Hoặc những người nói được nhưng mà lại tuyển chưa có được là bởi vì họ chưa có nỗ lực trong việc mời người mới đến. Chúng ta sang phần tiếp theo. Đối với người doanh nhân kiến tạo, bốn nhỏ. Ba nhỏ là đối với người kinh doanh chuyên nghiệp, đúng không? Bốn là đối với người doanh nhân kiến tạo. 3, 4 này. Đối với người doanh nhân kiến tạo. Đối với người doanh nhân kiến tạo. Em chỉ ngồi đây em đọc cho các bác chép thôi mà không hiểu sao nó cứ toát hết cả mồ hôi là sao nhỉ? Thế mới tài mà quạt cứ quạt vù vù đằng sau, kiểu như là sông hơi ấy.
Em mồ hôi đang nhễ nhại luôn. Chứng tỏ là kiểu bán chất chất xám cũng cũng ác liệt phết đấy. Đơn nghiệp tiền đô nó phải thế. Và bốn người này, à cái này bốn người, bốn là đối với doanh nhân kiến tạo, hiểu chưa? Cái đầu dòng thông qua tính chất linh hoạt và chiều sâu sơ đồ trả thưởng, thông qua tính chất linh hoạt và chiều sâu sơ đồ trả thưởng, thông qua tính chất linh hoạt và chiều sâu sơ đồ trả thưởng. Vậy nó góp phần mạnh mẽ cho những doanh nhân kiến tạo. Nó góp phần mạnh mẽ cho những doanh nhân kiến tạo, tạo nên các vùng thị trường, góp phần mạnh mẽ cho các doanh nhân, cho những doanh nhân kiến tạo, tạo nên các vùng thị trường. Để xếp đọc lại, đọc lại. Thông qua tính chất linh hoạt, thông qua tính chất linh hoạt và chiều sâu của sơ đồ trả thưởng, tính chất linh hoạt và chiều sâu của sơ đồ trả thưởng, nó góp phần mạnh mẽ cho những doanh nhân kiến tạo nên các vùng thị trường, góp phần mạnh mẽ cho những doanh nhân kiến tạo, tạo lên các vùng thị trường này, kiến tạo lên các hệ thống tự vận hành, kiến tạo lên các vùng thị trường, kiến tạo lên các hệ thống tự vận hành và kiến tạo lên cộng đồng dinh dưỡng miễn dịch. Chúng ta có thể để dấu gạch ngang thông qua những cái từ kiến tạo đấy. Kiến tạo lên các vùng thị trường gạch ngang, kiến tạo lên các hệ thống tự vận hành gạch ngang, kiến tạo lên cộng đồng dinh dưỡng miễn dịch. Và đánh mũi tên ra. Khi mà mình đã kiến tạo lên một cộng đồng dinh dưỡng miễn dịch thì chúng ta đánh mũi tên ra là chinh phục các cột mốc thu nhập 100, 200, 300 tỷ. Chinh phục các cột mốc thu nhập 100, 200, 300 tỷ. Cột mốc 100, 200, 300 tỷ. Xuống dòng, trên hành trình tới doanh nghiệp tỷ đô với nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng, trên hành trình tới doanh nghiệp tỷ đô với nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng, với nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng, với nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng, trên hành trình tới doanh nghiệp tỷ đô với nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng, đánh mũi tên. Trong 5 năm tới sẽ có hàng trăm doanh nhân tích lũy và kiến tạo. Trong 5 năm tới nhé, sẽ có hàng trăm doanh nhân tích lũy và kiến tạo lên tài sản hàng triệu đô. Sẽ có hàng trăm doanh nhân tích lũy và kiến tạo nên tài sản hàng triệu đô. Tích lũy và kiến tạo nên tài sản hàng triệu đô, mở ngoặc triệu phú đô la. Mở ngoặc triệu phú đô la. Đóng ngoặc. Năm năm tới sẽ có hàng trăm doanh nhân tích lũy và kiến tạo lên tài sản hàng triệu đô, mở ngoặc triệu phú đô la. Xong chưa? Sẽ có hàng trăm doanh nhân tích lũy và kiến tạo lên tài sản hàng triệu đô, mở ngoặc triệu phú đô la, đúng không ạ? Chúng ta sang phần 2 năm mã là tính cộng hưởng.
25 mã tính cộng hưởng. Tính cộng hưởng. Cả nhà ơi, bài hôm nay dài lắm. Hay là mục 25 mã này để hôm khác chúng ta học. Mình để hôm khác học tiếp có chất lượng. Hai hôm, bài hôm nay dài lắm. Vâng, phải hai hôm nãy nào. Vâng. Học hai hôm thì em phân tích mới được sâu chứ không vội vội vàng vàng là nó bị không được sâu đâu. Vâng, hôm nay chúng ta nghỉ đến đây nhá. Đến cái tính linh hoạt rồi, cái tính cộng hưởng, mà cái quan trọng nhất ấy là chúng ta cần phải đọc lại cái bài của chúng ta vừa học sáng ngày ra, chúng ta đọc lại để chúng ta thấm kiến thức đấy. Cái phần sau này tính cộng hưởng là cái tính mà cái nửa bài sau của bài 4 này mới là cái hay để đi tuyển dụng cá lớn này. Mới là cái hay để đi tuyển dụng cá lớn. Đấy, rất là hay luôn. Buổi sau ta học tiếp nhá, thì em phân tích mới được sâu để các anh chị đi tuyển dụng những người. Đấy, những người mà đang kinh doanh mạng. Thì những người đấy chúng ta chăm sóc mà được họ minh nhàn. Bây giờ chúng ta mở mic ra giao lưu một chút nhá. Vâng, em sẽ dừng cái ghi lại. Recording stopped. Buổi sau chúng ta học tiếp.